Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mặc dù lão sư và nữ hoa thánh nhân liên thủ bảo vệ nhân tộc còn sót lại, nhưng nhân tộc đã ghi hận vào xương tủy. Huyền Đô Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói, nhân tộc sống sót qua tai họa, trong lòng hận thù yêu tộc tới cực điểm. Bọn họ liều lĩnh tăng cao tu vi, thậm chí trách lệch hướng chính đồ tu đạo, lấy thân hóa ma. Mặc dù thánh nhân ra tay bảo trụ hòa chủng nhân tộc lúc ấy lại là thời kỳ yếu ớt nhất. Yêu tộc lại sợ hãi để lại tai họa, muốn loại bỏ nhân tộc. Đó mới là một nguyên nhân hội nhân tộc gian nan nhất, cho nên mới có bọn họ. Lý Trường Thọ, 10 vạn ma binh đạp phá thiên khung. Linh Nga bên cạnh nhếch miệng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đưa một con cá nướng cho nữ thống lĩnh cách chính mình gần nhất. Tiền bối. Nữ thống lĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một chút ý cười đối với Linh Nga, tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh. Đại Pháp Sư tiện tay chỉ cá nướng, cười nói, cho ta đi, đừng có lãng phí. Linh Nga liền vội vàng đưa cá nướng tới. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi, 10 vạn ma binh, có thể nói rõ chi tiết không? Lý Trường Thọ thở dài, giải thích cho nàng. Nhập ma đạo, liền hóa chấp niệm thành đạo cảnh, thu hoạch được đạo cảnh tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng đạo tâm rất dễ sụp đổ, bản thân mất khống chế. Những tiền bối này vì nhận được lực lượng trong thời gian ngắn, lại không để cho chính mình mất khống chế, cho nên nhập ma trước, phối hợp với bí pháp tăng lên đạo cảnh, lại trảm đạo tâm, tự phong thất tình lục dục, cắt bỏ hết thảy cảm giác đối với bên ngoài. Bọn họ nhốt hồn phách trong thân thể, chỉ vẹn vẹn dùng bí pháp đặc thù để phân rõ địch ta, hóa thân thành ma binh, nghe lệnh nhân hoàng, thủ vệ nhân tộc. Đại Pháp Sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là sư đệ ta, bí mật như vậy cũng biết được. Ta đã đọc được chuyện này trên một tấm da dê. Lý Trường Thọ thở dài, nguyên bản ta chỉ cho rằng đây bất quá chỉ là lời đồn, nhưng sau khi đi vào bên trong hỏa vân động bái phóng Tam Hoàng Ngũ Đế, biết được sự tình của toại nhân thị tiền bối mới biết ma binh nhân tộc thật sự tồn tại. Thọ nguyên phàm nhân quá ngắn, thời gian hồng hoang quá dài, quá nhiều lịch sử đã đánh mất trong những năm tháng dài đằng đẵng. Sư đệ có biết, sau khi yêu đình phá diệt, bọn họ chỉ còn lại 3.623 người. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, ta mang bọn họ vào bên trong Huyền Đô Thành. Đã nhiều năm như vậy, những người nào thọ nguyên có hạn đều đã mất đi. Những người còn lại này, sư đệ, hãy dẫn bọn họ đi giết yêu, để bọn họ có thể giải thoát trên chiến trường, xem như là điều tốt nhất mà ta và ngươi có thể làm cho bọn họ. Lý Trường Thọ, sư huynh, không có cách nào giúp họ khôi phục cảm giác sao? Đại Pháp Sư cau mày nói, điều này đối với bọn họ là quá tàn nhẫn. Không hỏi ý bọn họ, làm sao biết được suy nghĩ trong lòng bọn họ? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đôi mắt lóe lên rực rỡ, vào giờ phút này đã có chủ ý. Bọn họ là anh hào nhân tộc thượng cổ, không nên tham chiến một lần nữa. Sư huynh, ta sẽ dẫn bọn họ đi vào bên trong An Thủy Thành, trong vòng 100 năm, xem có thể giúp bọn họ lấy lại thất tình lục dục hay không. Nếu bọn họ muốn giải thoát, cũng không cần bị thương ở trên chiến trường. Thể diện và tôn trọng tiền bối nhân tộc nên có, tự nhiên không thể thiếu. Bọn họ che chở nhân tộc có ngày hôm nay, cũng không thể đến ngày hôm nay, còn phải đứng phía trước nhân tộc. Ta cảm thấy không có đạo lý như vậy. Đại Pháp Sư lộ vẻ mặt kinh ngạc. Người đã nghĩ ra biện pháp. Tiểu khổ. Lý Trường Thọ mở miệng liền nói hai chữ. Đại Pháp Sư đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vỗ tay cười to, liên tục tán thưởng vẫn là Lý Trường Thọ dùng đầu óc tốt. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Tiểu khổ, lại làm sao cảm thấy chính mình hiểu rõ sư huynh vẫn còn chưa đủ nhiều đây. Lúc hai sư huynh đệ nhân giáo thảo luận việc này, hai vị thống lĩnh ma binh vẫn luôn duy trì trầm mặc. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Lý Trường Thọ dần nhiều hơn mấy phần cảm kích. Thấy Lý Trường Thọ không có ý định sử dụng hơn 100 vị ma binh nhân tộc thượng cổ này để chinh chiến, Đại Pháp Sư cũng không khuyên nhiều.
Nói đến đây, Đại Pháp Sư cũng có chút buồn bực. Y đích thân chạy tới Huyền Đô Thành một chuyến, mời 108 vị ma binh nhân tộc thượng cổ này về. Không những không thể trở thành thần binh trừ yêu trong tay Lý Trường Thọ, ngược lại còn tìm thêm một chút việc cho Lý Trường Thọ hoạt động. Thân là sư huynh, trong đáy lòng Đại Pháp Sư tóm lại là có chút xấu hổ. Thế là Đại Pháp Sư chủ động hỏi thăm sự tình quan hệ đến yêu tộc Phản Thiên. Nếu như áp lực của thiên đình quá lớn, lão nhân tộc y liền sẽ thích hợp ra tay, trực tiếp can thiệp một chút. Lý Trường Thọ báo cáo chi tiết chiến tích trước mắt, Đại Pháp Sư nghe thế liền cười to một hồi. Ngược lại là Linh Nga cùng Hữu Cầm Hiền Nhã nghe được đủ loại thủ đoạn của thiên đình, biểu tình có chút dị dạng. Linh Nga tự nhiên có chút chán ghét, dù sao thì thủ pháp của Sĩ Thần Điện cũng quá mức bẩn. Hữu Cầm Hiền Nhã lại nói, sự tình nhân duyên có sự tình liên quan gì cùng với đấu pháp, yêu tộc tất nhiên là đáng chết, chúng ta đường đường chính chính đánh bại bọn họ là được, làm việc phải như thế, phải chăng là quá mức không từ thủ đoạn? Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư liếc nhìn nhau, hai người đều cười to. Đại Pháp Sư cười nói, không từ thủ đoạn, to khi không phải là ý nghĩa xấu. Hữu Cầm Sư vậy. Lý Trường Thọ nghiêm mặt, bên trong thiên đình, chín thành thiên biên thiên tướng bây giờ đều xuất thân từ nhân tộc, mà thiên địa hiện nay lấy nhân tộc làm chủ thể, thiên đình cũng có thể xem như thiên đình che chở nhân tộc. Ta tuyệt nhiên không để ý tới sinh tử của những yêu công nhiên Phản Thiên này, càng không nói đến nhân duyên của bọn hắn là thế nào. Cắt giảm lực lượng của địch quân một cách hữu hiệu, hóa giải sĩ khí của đối phương, gia tăng mâu thuẫn trong nội bộ địch nhân, chính là bảo hộ thiên binh thiên tướng về mình. Tự nhiên, ta không cừu thị những sinh linh thân thiện với nhân tộc. Hơn nữa bên trong nhân tộc cũng có người tội ác chồng chất. Những yêu tộc Phản Thiên này thực sự là bị thiên đình hãm hại sao? Lúc thiên đình vừa mới cất bước được bao nhiêu năm, những yêu tộc Phản Thiên này liền cảm thấy trong lòng bị đe dọa và sợ hãi. Giúp đỡ thiên đình chính là bởi vì thiên đạo chí công, thiên đình làm việc theo thiên đạo, thiên đình càng mạnh, ác và thiện bên trong thiên địa sẽ càng ngày sớm đạt tới cân bằng. Hữu Cầm Hiền Nhã rơi vào suy tư. Linh Nga nhỏ giọng thì thầm. Sư huynh, Hữu Cầm sư tỷ không phải là chỉ trích huynh, huynh đừng có nóng giận. Lý Trường Thọ cười, yên tâm, ta còn không biết tính tình của Hữu Cầm sư muội sao, thiên đình đang cần những nhân tài như Hữu Cầm sư muội. Khóe miệng Linh Nga có chút cong lên, mới vừa rồi còn gọi là Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu xuống ứng tiếng, nhưng lại chưa buông xuống sự kiên trì của chính mình ở trên việc này. Đại Pháp Sư bên cạnh lẳng lặng nhìn, lại nghĩ tới điều gì, ý cười vẫn luôn chưa ngừng. Nếu như Vân Tiêu sư muội cũng tham gia thảo luận, không biết sẽ là tình hình nào. Cao nhân phía sau yêu tộc mà Lý Trường Thọ mong nhớ trong đáy lòng, thừa dịp Đại Pháp Sư ở chỗ này cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Sư huynh, ta luôn cảm thấy có người đang chỉ điểm Lục Áp phía sau, cũng không phải cảm thấy Lục Áp không đủ khả năng, chỉ cảm thấy nếu Lục Áp đạo nhân có tầm mắt như vậy, thái độ yêu tộc chắc chắn sẽ không phải như ngày hôm nay. Việc nhỏ thôi, để ta suy tính. Đại Pháp Sư khẽ bấm tay suy tính, rất nhanh liền khẽ hô. Lý Trường Thọ vội hỏi, Hồng Tú Cầu. Cũng không phải Thánh Mẫu Nương Nương ra tay, đối phương lại có bản lĩnh xóa đi thiên cơ. Đại Pháp Sư hơi híp mắt lại, đưa tay mời đến Thái Cực Đồ, nâng trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần. Lần này lại hao tốn trọn vẹn một khắc, đạo vận Thái Cực Đồ một khắc cũng không ngừng lưu truyền. Rốt cục, Đại Pháp Sư khẽ nói một danh hào. Bạch Trạch. Lý Trường Thọ hơi nhận ra, sau đó lộ vẻ giật mình. Chẳng trách, hóa ra là vị yêu soái thượng cổ này. Yêu soái có thể sống sót bên trong vu yêu đại chiến, tuyệt đối không phải dễ chơi. Sư huynh nhất định không thể giữ lại vị Bạch Trạch này. Có thể hay không làm phiền sư huynh ra tay, sớm diệt trừ vị Bạch Trạch này. Nếu như y lại ra tay tương trợ Lục Áp một lần nữa, thiên đình quả thực sẽ là có chút phiền phức. Đại Pháp Sư, lần này Bạch Trạch chủ động nhập kiếp, ngược lại là ta không ngờ tới. Ta sẽ nhắm vào y, bất quá Bạch Trạch cũng coi như là thụy thú tiên thiên, có năng lực su cát tị hung, vi huynh cũng phải tiêu tốn chút tâm tư, cần chút thời gian. Lý Trường Thọ suy tư một hồi. Có lẽ có thể sử dụng thần thông su cát tị hung của y, nghịch chuyển âm dương, dẫn y vào cuộc. Ồ, có chút thú vị, nói rõ chi tiết đi.
Lập tức, đôi sư huynh đệ này bên cạnh đống lửa trên bờ sông bắt đầu nghiên cứu 100 loại phương thức hãm hại thụy thú. 100 loại tự nhiên là cường điệu. Lý Trường Thọ cũng chỉ cung cấp cho Đại Pháp Sư 7-8 ý nghĩ, cũng căn cứ vào sự hiểu rõ của Đại Pháp Sư đối với Bạch Trạch, tìm được mấy cái nhược điểm có khả năng tồn tại của Bạch Trạch. Ví dụ như, loại thụy thú am hiểu suy tính, thần thông bản mệnh chính là bảo mệnh này, vẫn luôn luôn xuôi gió xuôi nước, rất có thể sẽ quá mức tin tưởng suy nghĩ trong đáy lòng của chính mình. Thương lượng cùng với Lý Trường Thọ từ giữa trưa đến hoàng hôn, Đại Pháp Sư đã có chút không kịp chờ mong muốn đi chiếu cố Bạch Trạch. Mang theo hai con cá nướng ăn ở trên đường, phá vỡ không gian trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc Đại Pháp Sư gần đi, còn lưu lại cho Lý Trường Thọ hai khối ngọc phù, trong đó ghi chép phương pháp luyện chế ma binh để Lý Trường Thọ tìm được phương pháp khôi phục thất tình lục dục cho ma binh. Ở ngay trước mặt Linh Nga cùng Huyền Nhã, Lý Trường Thọ lấy ra một cỗ đạo nhân giấy, điều khiển đạo nhân giấy cưỡi mây, mang theo 108 vị ma binh như con rối này rời đi. Bọn họ không mở miệng nói nửa chữ trong toàn bộ hành trình, lúc này chỉ nhận lệnh của Lý Trường Thọ. Đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tu vi cất bước từ trường sinh, kỷ luật nghiêm minh tuyệt đối, không biết sợ hãi và lùi bước là gì. Sở trường về chiến trận hợp kích, sử dụng tiên lực tự thân hợp lý nhất, từng người lại đều có được vài kiện đinh bảo. Đại Pháp Sư giao bọn họ cho Lý Trường Thọ chỉ huy, kỳ thật chính là muốn để cho bọn họ đi đến Bắc Châu đồng quy vu tận với chúng cao thủ yêu tộc, cho những ma binh này một cái quy túc. Bản thân ý tưởng như vậy cũng không phải sai, nhưng Lý Trường Thọ càng thiên hướng để cho chính bọn họ làm ra lựa chọn. Nhân tộc hiện nay đã là thái bình thịnh thế, thiên đình có đủ lực lượng trấn áp yêu tộc, sao phải muốn những anh hùng nhân tộc này hy sinh oanh liệt? Chắc hẳn bọn họ cũng muốn xem thời đại thịnh vượng mà bọn họ đã liều lĩnh đánh đổi như thế nào. Có quan hệ đến an trí những ma binh này, Lý Trường Thọ suy nghĩ liên tục vẫn là mang bọn họ đến An Thủy Thành, để cho bọn họ sinh sống một đoạn thời gian tại thế tục. Hắn chuẩn bị rời đi, đợi tình hình tại ranh giới Bắc Châu yêu tộc càng bình ổn hơn chút, lại nghĩ biện pháp thử xem. Cũng không biết, bằng vào lực lượng thất tình lục dục cộng minh của hậu thổ nương nương có thể giúp bọn họ khôi phục lại bình thường hay không. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vẫn chưa mang theo nhóm ma binh đến An Thủy Thành. Linh Nga liền vội vàng bay đến đan phòng. Bên trong tay nhỏ nâng một khối ngọc phù bị hơn mười mấy tầng tiên lực bao khỏa. Sư huynh, ở chỗ Sơn Môn tôi người đưa tới khối ngọc phù này, để lại lời nhắn cho đệ tử canh Sơn Môn. Lý Trường Thọ tâm thần chuyển về hỏi, nói gì? Là một vị tự xưng Bạch Trạch đạo sĩ để lại, nói rõ nhắn cho sư huynh. Lý Trường Thọ cũng sững sờ. Bạch Trạch, Bạch Trạch. Nếu thực sự là y, vị yêu soái thượng cổ này thực sự không thể giữ lại. Kính gửi thủy thần, trong lúc nhân tộc hưng khởi, thiên đình vừa lập, có hiền năng chi sĩ nhân tộc lên trời phụ tá Ngọc Đế bệ hạ, giỏi mưu tính, am hiểu bố trí, dốc hết sức lâng đỡ nong nhập thiên. Gần đây, giải trừ đại đức hậu thổ nguy hiểm, trong lòng bần đạo rất là kính ngưỡng. Bần đạo đắc đạo từ thượng cổ, từng đi theo hai vị yêu đế trên cổ thiên đình, nhưng bởi vì cử chỉ bất nghĩa hãm hại sinh linh của cổ thiên đình, bần đạo nản lòng thoái chí, dần dần biến mất khỏi cổ thiên đình. May mắn được thiên đạo cho phép, không nhiễm nghiệp chướng của yêu tộc. Chuyện từ nửa năm trước, Lục Áp đến tìm bần đạo, cầu phương pháp sống sót. Bần đạo vì hứa hẹn giúp yêu đế ba chuyện, đây là chuyện thứ ba, nghĩ đến việc yêu tộc ngày nay không tôn trọng thiên đình, cho nên kế sách song toàn. Đối với thiên đình, yêu tộc phản thiên, thiên đình tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận dẹp trừ yêu nghiệt. Đối với Lục Áp là con trai yêu đế thượng cổ, y có thể nhờ vào đó cầu được Ngọc Đế bệ hạ tha cho y tính mạng. Bần đạo không có ý định chống đối thiên đình, lại càng không có ý định làm khó xử đạo hữu. Bần đạo có thể lập lời thề đại đạo, tuyệt đối không nói lai lịch của đạo hữu cho bất luận kẻ nào, cũng có thể lập lời thề đại đạo, tuyệt đối không nhúng tay vào nửa điểm sự tình thiên đình, còn xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ, tha tính mạng cho bần đạo. Nếu như bần đạo cố ý, bần đạo nguyện ý tương giao cùng với đạo hữu, nâng cốc chuyện trò. Quãng đời này, há lại không có tri âm. Nếu đạo hữu không truy cứu việc này, còn xin bóp nát ngọc phù, bần đạo sẽ tự sinh cảm ứng,
Điều này cũng khiến cho Bần Đạo cảm thấy an tâm. Bạch Trạch trân trọng. Lý Trường Thọ trầm ngâm, tiện tay muốn bóp nát ngọc phù, nhưng quang mang trong mắt lấp lóe đã là suy nghĩ hơn ngàn vạn. Hắn mỉm cười, cầm ngọc phù này trong tay thưởng thức. Vị Bạch Trạch này dường như vô cùng hiểu rõ hắn. Chuyện này khiến Lý Trường Thọ liên tưởng tới rất nhiều phương diện trong nháy mắt. Linh Nga nhỏ giọng: "Sư huynh, vị Bạch Trạch này chính là thụy thú trước đó huynh cùng đại pháp sư tiền bối trao đổi, có viết bên trong cổ tịch kia sao?" "Ừ." Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, không nghĩ tới thần thông su cát chánh họa của vị Bạch Trạch này lại nhạy cảm như vậy. Đại sư huynh vừa mới truy tìm tung tích của y liền đã tới cửa xin tha. Cũng không đúng, ngọc phù này hẳn đã sớm viết từ trước, chỉ là giao vào tới thời gian này mà thôi. Đường đường là yêu soái thượng cổ, có thể hạ thấp tư thái cầu sinh như thế, cũng khiến người ta khâm phục. Linh Nga khẽ cười, sao lại có cảm giác sư huynh quá dọa người? "Ừ, dọa thú, dọa thú." Linh Nga le le đầu lưỡi. "Sư huynh, chúng ta nhanh chóng thông báo cho đại pháp sư, vị Bạch Trạch này đã đưa tới cửa." Lý Trường Thọ ngược lại hỏi một câu, "Nếu người đến đưa tin thực sự là Bạch Trạch, đại pháp sư sao có thể đuổi tới địa phương khác?" Trong lòng Linh Nga lóe lên đinh quang, đột nhiên nghĩ tới chút gì đó. Hô: "Y thế nhưng có thể tìm tới độ tiên môn, chẳng phải nói Bạch Trạch đã rõ lai lịch của sư huynh. Bạch Trạch đây là đang âm thầm uy hiếp, nếu gây phiền phức cho y liền trực tiếp nói rõ lai lịch của huynh ra bên ngoài." Lý Trường Thọ cười lắc đầu nói, toan tính của Bạch Trạch không chỉ phức tạp hơn gấp 10 lần so với suy nghĩ của muội. Khối ngọc phù này truyền tin quả nhiên là hay. Muội nghĩ xem, cao thủ có thể toàn thân trở ra từ vui yêu đại chiến giống như y, cũng bị nhân quả yêu tộc rơi vào đường cùng điên đụy. Ngày thường ta dạy muội ít dính nhân quả, thế nhưng là dạy sai rồi. Sư huynh dạy, đương nhiên sẽ không sai. Linh Hà cúi đầu suy tư một hồi, lại hỏi, vị Bạch Trạch tiền bối này có thể dự cảm được hành động của đại pháp sư sao? Không. Lý Trường Thọ: "Đại pháp sư có thái cực đồ che lấp, tính danh bản thân cũng đều không có, căn bản sẽ không bị thiên cơ xem xét. Nếu như Bạch Trạch đã biết đại pháp sư truy đuổi giết y, sẽ chắc chắn không sử dụng biện pháp này." Linh Nga cảm giác đầu có chút choáng váng, yên lặng ngồi bên trên bồ đoàn bên người sư huynh, lặng lặng nhìn bên mặt sư huynh lúc nghiêm túc suy nghĩ. Đan phòng rất nhanh liền rơi vào trầm tĩnh, mãi cho đến khi Linh Nga không nhịn được che miệng ngáp, Lý Trường Thọ mới chậm rãi thở hắt ra. Xem ra đại pháp sư trong vòng một ngày liền sẽ đến chỗ của chúng ta đưa khối ngọc phù thứ hai của Bạch Trạch. Vì sao thế? Linh Hà buồn bực. Lý Trường Thọ cười không nói, cầm ngọc phù trong tay bóp nát. Chờ ở tại đây, có tin tức liền thông báo cho ta. Ta sẽ an bài cẩn thận những vị tiền bối trước kia. Vâng. Linh Hà đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chuyển đến Nam Thiêm Bộ Châu. Bên trong An Thủy Thành, Lý Trường Thọ cho gọi thôn trưởng Hùng Trại đến, cũng chính là cha của Hùng Đinh Đị, Hùng Lão Tam. Hắn bảo Hùng Lão Tam đi vào nơi náo nhiệt nhất bên trong thành mua hai tòa trạch viện, an bài 108 vị ma binh này tạm thời ở trong phàm trần. Lý Trường Thọ căn dặn Hùng Lão Tam lặp đi lặp lại, phân phối 3 vị thị vệ, 2 vị thị nữ mỗi cho mỗi vị lão tiền bối, nhất định không thể bất kính. Hùng Lão Tam tất nhiên là vội vàng đáp ứng. Chuyện này với hải thần giáo bọn hắn mà nói, hoàn toàn không phải là gánh nặng gì. Chờ Hùng Lão Tam chạy đi an bài công việc, Lý Trường Thọ lại gọi một vị thống lĩnh ma binh đến trước mặt chính mình. Mặc dù đại pháp sư nói hai vị thống lĩnh này cũng không phải người mạnh nhất trong 108 ma binh, nhưng Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm thấy trước mặt chính mình chính là hai ngọn núi tản ra uy áp nhàn nhạt. Không hổ là người sống sót trong đại quân nhân tộc đánh tan Chu Thiên Tinh đấu đại trận của yêu tộc. Hai vị tiền bối, không biết nên xưng hô thế nào? Thiên Tự Nhất. Người nam tử khôi ngô thấp giọng trả lời. Vũ Tự Nhất. Nữ tử có vết sẹo nói khẽ. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, nghiêm mặt. Thiên Nhất tiền bối, Vũ Nhất tiền bối, các vị trước tiên hãy ở lại nơi này. Nơi này là thế tục Nam Châu, không có bao nhiêu luyện khí sĩ. Thần miếu trong thành chính là hương hỏa thần miếu ta lập. Các vị có thể tùy ý đi dạo một chút ở trong thành, cũng có thể tùy ý đi các nơi. Lá gan của phàm nhân trong thành đặc biệt lớn,
thấy tiên, thấy long cũng sẽ không e ngại gì. Bây giờ nhân tộc phương quốc san sát cũng không có chủ chung, luyện khí sĩ tụ tập ở Trung Châu, đại thể đều là yên ổn. Lây dính chút khói lửa ở chỗ này sẽ có một chút trợ giúp với sự khôi phục của các vị tiền bối. Đa tạ. Thiên Tự Nhất ôm quyền đáp lời. Vũ Tự Nhất nói, nếu đại nhân không ứng phó được với yêu tộc, làm ơn mang chúng ta đến xa trường, đây vốn là công việc của chúng ta. Không sao. Lý Trường Thọ, lúc này là trận chiến giữa yêu tộc cùng với thiên đình. Nếu yêu tộc trực tiếp khai chiến đối với nhân tộc, vô số tiên môn Trung Thần Châu ở trong khoảnh khắc liền có thể bao phủ yêu tộc. Hai vị không cần lo lắng, an tâm điều dưỡng tại thế tục là được. Phân thân của ta ở ngay bên trong tòa miếu lớn kia. Nếu có bất cứ chuyện gì nghi hoặc, có thể phân công bọn họ thông báo cho ta một tiếng. Hai vị thống lĩnh ma binh cũng không nhiều lời, hành lễ xác nhận. Lý Trường Thọ nói một tiếng, ngày hôm nay ta còn chuyện quan trọng phải xử lý, liền không thể ở lại đây lâu, cũng mời hai vị nghỉ ngơi cho tốt. Lập tức, Lý Trường Thọ cáo từ để thần sứ của Vu Nhân toàn quyền phụ trách an bài công việc kế tiếp. Lúc tâm thần rời đi, Lý Trường Thọ thấy một tình huống ở góc đường. Có hai vị nữ ma binh, hai mắt vô thần đứng trước một chỗ cửa hàng chuyên bán trang sức nữ tử, chỉ lặng lặng đứng. Vị tiểu thương kia muốn đáp lại lời mà không dám, biểu tình thực sự là có thể nói một lời khó nói. Có 108 ma binh tại An Thủy Thành này, Lý Trường Thọ cũng có thể thiếu đi một phần mong nhớ đối với chỗ này, cũng xem như là một chút phúc lợi nhỏ. Sau đó vẫn phải tìm một chút thần sứ, người coi miếu làm việc tỉ mỉ, đặc biệt phụ trách chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày của 108 vị nhân tộc thượng cổ này. Hả? Chẳng biết tại sao, Lý Trường Thọ đột nhiên có cảm giác quen thuộc, bản thân mở viện dưỡng lão Hồng Hoang. Tâm thần chuyển về Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu phân tích uy hiếp của vị bạch trạch này với chính mình đã đến loại tình trạng nào. Linh Nga ở bên cạnh, nhìn sơ qua, còn tưởng rằng nàng đang ngồi tu hành. Nhưng cẩn thận nhìn, đã thấy nàng đang nghỉ ngơi chợp mắt ngay tại kia. Nhà đầu này. Trong mắt Lý Trường Thọ tràn đầy lo lắng, cầm một tờ giấy đặt bên trong tay Linh Nga, trên đó viết 3 chữ, 300 lần. Sau đó, hắn liền nâng cằm lên, ngồi ngây người trước lò luyện đan. Loại gia hỏa mưu trí thành tinh như bạch trạch, trong khi đưa ngọc phù cho chính mình, tất nhiên đã bố trí xong hết thảy. Một khối ngọc phù truyền tin có thể cho chính mình bao nhiêu tin tức. Đối phương sẽ dùng chân thân đến đây đưa tin, lại sẽ trốn ở phụ cận độ tiên môn. Lý Trường Thọ trực tiếp phủ định khả năng này. Dù sao thì bạch trạch tính toán không bỏ sót như vậy, sẽ không có khả năng đặt bản thân bên trong phạm vi nguy hiểm. Tất nhiên, Lý Trường Thọ vì lý do ổn thỏa, lập tức điều động đạo nhân giấy bên ngoài sơn môn, cẩn thận lục soát các nơi mấy lần, tất nhiên là không thu hoạch được gì. Chính mình cùng với Bạch Trạch đều sẽ tiến hành dự đoán những dự đoán của nhau. Điều này sẽ khiến cho các dự đoán cộng dồn với nhau và rơi vào một nút thắt liên tục. Quân sư yêu tộc thượng cổ, quả nhiên không tầm thường. Đấu sức cách không cùng với loại cao thủ này, nhất định phải giữ đủ loại hoài nghi về khả năng phán đoán trước mắt của mình. Nói không chừng, ý nghĩ của chính mình vào giờ phút này chính là do đối phương ám chỉ, dẫn dắt chính mình tiến hành phỏng đoán. Lý Trường Thọ lấy ra một quyển tranh cuốn, bắt đầu tô tô vẽ vẽ, phảng phất như có những sợi tơ xiềng xích từ Tiểu Quỳnh Phong bay ra, lan tràn về các nơi trong Hồng Hoang. Bên trong thiên địa dường như tồn tại hư ảnh đếm không hết, bên trong hư ảnh ẩn giấu chân tướng duy nhất. Thế là mấy canh giờ sau. Linh Nga mở mắt, còn tưởng rằng là mộng, nhéo mu bàn tay của chính mình mới phát hiện những gì mình nhìn thấy không có nửa điểm hư giả. Đan phòng chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào trong núi. Giờ phút này từng quyển trục mở ra, lơ lửng xung quanh. Trên đó vẽ chữ nhỏ, bản đồ dày đặc. Linh Nga nhìn kỹ một hồi, cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Dường như là sư huynh đang phân tích chỗ ẩn thân của Bạch Trạch. Mà Lý Trường Thọ vào giờ phút này đang đứng trước một tấm bản đồ địa hình ngũ bộ châu Hồng Hoang giản lược, đứng chắp tay cau mày. Tỉnh rồi. Linh Nga lập tức nhảy dựng lên. Nhìn tờ giấy trong tay, mở ra yếu ớt thở dài. Lý Trường Thọ tán thán, vị bạch trạch này quả nhiên là cao thủ. Sư huynh,
Bạch Trạch rất lợi hại sao? Y không phải chỉ là cho chúng ta một khối ngọc phù, có thể suy đoán ra điều gì không? Lý Trường Thọ: Không, tất cả không tin cần phải được tích hợp và phân tích, sau đó tháo rời phân tích lại từ các góc độ khác nhau, liền có thể rút ra nhiều kết luận, tin tức mà y đưa ra là vừa phải. Linh Nga tận lực đuổi theo ý nghĩ của sư huynh, buồn bực. Thế nhưng nếu y không biết chúng ta thương nghị đối phó với y thế nào tại thung lũng, vậy y chủ động đưa khối ngọc phù này, há không phải cố ý bại lộ? Không sai, y chính cô là cố ý bại lộ. Vì cái gì? Bởi vì kiêng kỵ, cũng bởi vì quá khứ y từng bán mạng cho yêu tộc. Lý Trường Thọ: Ta cùng yêu tộc đã là đối lập tuyệt đối, đại yêu soái yêu tộc còn sống như vậy, lại sớm muộn cũng sẽ bị nhân quả yêu tộc đền đụy. Ngọc Đế, bệ hạ và ta làm sao sẽ tha cho y? Y cũng hẳn đã biết, vì lý do ổn thỏa, ta trước tiên sẽ mời đại pháp sư ra tay, trực tiếp giết y. Cho nên Bạch Trạch muốn cướp trước một bước, đưa khối ngọc phù này tới, nhận thua lấy lòng ta, xem thử có thể hóa thù thành bạn hay không, từ đó tránh thoát tai họa. Vì sao lại không phải là uy hiếp chúng ta? Bởi vì không thể tạo thành uy hiếp. Lý Trường Thọ: Y chỉ ra lai lịch của chúng ta liền hào phóng thừa nhận, trực tiếp dọn đến sát vách Đâu Xuất Cung. Như thế kiêng kỵ của ta với y liền sẽ biến thành hận ý, ngược lại sẽ chặt đứt đường lối của y. Linh Nga đưa tay đỡ trán. Như vậy, sư huynh bây giờ chúng ta nên làm gì? Chờ đại pháp sư. Mới nói đến đại pháp sư đã tới. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù, đan phòng chậm rãi dâng lên trong núi, cười nói: Nếu tao đoán không lầm, bên trong ngọc phù đại pháp sư mang về, tất nhiên có tin tức Bạch Trạch cho ta. Tin tức này hoặc là tiêu cực một chút, nói chính mình sẽ chủ động rời khỏi Hồng Hoang, tiến vào bên trong hỗn độn phiêu bạt, hoặc là chủ động một chút, lập một vụ cá cược cùng với chúng ta. Nếu như có thể tìm được y, y liền hiệu mệnh cho nhân giáo hoặc là thiên đình. Nếu không tìm được, liền tha cho y một lần, hoặc là mạo hiểm một chút, từng bước một làm bộ đối kháng cùng với chúng ta, thử xem có thể giả chết thoát thân hay không. Hơn nữa khối ngọc phù này tất nhiên đã được viết ra từ nửa năm trước. Linh Nga mím môi, cảm thấy chính mình đã chép ổn tự kinh chẳng ra gì. Sư huynh, vì sao không lén đút trốn đi? Lý Trường Thọ: Cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Năm vị trí đầu trong suy tính chi đạo Hồng Hoang, nếu không luận thiên đạo vùng với đạo tổ, lão gia, thứ nhất thánh nhân lão gia nhân giáo chúng ta, thứ hai chỉ bảo tiên thiên thái cực đồ, thứ ba năm vị thánh nhân khác, thứ tư đại pháp sư chấp trưởng thái cực đồ, thứ năm phục hy đế quân cầm bát quái bàn. Thần thông của Bạch Trạch ở chỗ cảm giác đối với nguy hiểm, trừ phi y triệt để rời khỏi phạm vi bao trùm của thiên đạo Hồng Hoang, không thì cũng chỉ có thể làm việc như thế. Ai bảo y là yêu soái thượng cổ, thế nhân đều biết, loại sự tình nhân quả này cũng không phải y muốn hất liền có thể hất ra. Ta suy đoán y hoặc là không am hiểu đấu pháp, không dám tùy tiện rời khỏi thiên đạo che chở, hoặc là không nỡ thế giới phồn hoa này, không muốn đi ra bên ngoài thiên địa cô đơn, khả năng cao là không am hiểu đấu pháp. Sau vài tiếng vang vọng, đan phòng lại xuất hiện ở mặt ngoài ngọn núi, trận pháp xung quanh biến mất. Đại pháp sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đánh giá đan phòng ở ngay cách đó không xa. Lý Trường Thọ vái chào với đại pháp sư, cười nói: Sư huynh mang về phong thư Bạch Trạch để lại. Ngươi thực sự đoán trúng. Đại pháp sư thoáng có chút xấu hổ, nghiêm mặt: Ta truy tìm y nửa ngày, du tẩu tại các nơi bên trong đại thiên thế giới, một đường tìm được 16 nơi y từng hiện thân, thấy được không ít lời nói cầu xin tha thứ y để lại. Công phu ẩn nấp của thụy thú này rất cao minh, thái cực đồ cũng vẫn luôn bị y lừa dối. Bất quá, nếu tiếp tục truy tìm, coi như hao phí 10 năm, 8 năm, tóm lại là vẫn có thể bắt được. Ở nơi gần nhất, hắn để lại một khối ngọc phù, nói rằng mời ta mang về cho ngươi quan sát, mọi thứ tự nhiên sẽ có kết luận. Lý Trường Thọ: Đại pháp sư có phải đã đọc trên đường đi? tạm thời hiếu kỳ. Đại pháp sư khoác tay: Ngọc phù ta mở ra kia cũng chính là chỉ vào chốc lát trước, ngọc phù đã tự hủy. Nội dung bên trong ngọc phù khá thú vị, y nói chính mình ở ngay bên trong ngũ bộ châu, sắp đặt bốn giả thân ở bốn phía, một trong số đó là bản thể.
Nếu chúng ta có thể tìm được bản thể y trong vòng nửa canh giờ, vậy sẽ mặc cho đánh giết, nguyện ý máu chảy đầu rơi vì nhân giáo. Nếu như chúng ta không tìm được, hắn xin chúng ta thả y lần này, y sẽ tránh vào bên trong hỗn độn hải 3.000 năm. Y nói tin tức duy nhất có thể cho ngươi là nơi y ẩn nấp chính là chỗ an toàn nhất. Linh Nga phía sau không nhịn được, dùng một tay nâng trán, thấp giọng nói. Sư huynh, người đã có thể sống chung với thị thú kia. Lý Trường Thọ nghiêm mặt, nói một cách khác, bây giờ chỉ còn một khắc thời gian. Đại Pháp Sư giơ ngón tay, tin tưởng vào chính mình, người sẽ sống Trường Thọ. Thạ. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, cười nói. Sư huynh, Linh Nga, chúng ta hãy cùng nhau suy tính, bản thể của y giấu ở nơi nào. Mấy cái giả thân kia thì không cần nhắc, bất quá là màn khói y thả ra, chỗ an toàn nhất y nói ta vừa liệt kê ra khoảng 126 nơi. Tốt. Sư huynh, ta cũng tham gia sao? Ừ. Lúc nãy Linh Nga muội vô cùng trọng yếu, phát huy ra hết thảy thông minh tài trí của người. Lập tức, Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ, Linh Nga trở về đan phòng. Lý Trường Thọ ngồi giữa bồ đoàn. Đại Pháp Sư chắp tay tản bộ trước những cuốn quyển trục Lý Trường Thọ vừa làm ra. Linh Nga dùng ngón tay xoa cằm, vắt kiệt tâm tư, đủ loại suy đoán. Không bao lâu, Lý Trường Thọ viết ra 7 cái địa danh. Chọn một nơi trong đó. Linh Nga vội hỏi, ở bên 7 cái địa danh mà Sư Huynh viết, vì sao không có thiên đình? Đại Pháp Sư, thiên đình có lão quân tỏa chấn, cách Thái Thanh Quan cũng không xa. Linh Nga nhanh chóng ra phía sau Lý Trường Thọ nhỏ giọng. Đệ tử nhiều lời, Đại Pháp Sư chớ trách. Lý Trường Thọ, 7 chỗ này là 7 chỗ có khả năng lớn nhất. Chúng ta đồng thời nói một lời hoài nghi nhất, nhất định phải đồng thời nói ra. Lại từ trong ý nghĩ đáy lòng chính mình, ta sẽ đếm ngược 3 lần. 3, 2, 1, nơi Ngọc Đế Vương Mẫu chuyển thế. Đại Pháp Sư, y có khả năng xen lẫn trong An Thủy Thành. Linh Nga, Côn Luân Sơn, động phủ của Tổ sư Độ Tiên Môn chúng ta. Sư huynh, đi. Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy. Nghe Linh Nga, đi đến động phủ Độ Ách Chân Nhân. Ồ, vì sao nghe nàng? Đại Pháp Sư có chút không rõ ràng cho lắm. Linh Nga cũng là vạn phần kinh ngạc. Chỉ chóp mũi của mình, nói cũng đều không điền mạch. Nghe ta. Không có thời gian, sư huynh, nhanh mở Thái Cực Đồ, sau đó giải thích. Bần đạo đã đô nghịch quá trớn. Ở bên trong Côn Lôn Sơn, một động phủ nào đó vắng lặng vì chủ nhân của động phủ này đang đi thăm bạn bè. Bên trong động bày đầy mây kiểu dáng khác biệt. Trung niên đạo sĩ đẻ râu dê nằm nghiêng bên trên một đóa mây trắng, vuốt một sợi râu cười khẽ một hồi. Nửa canh giờ đã sắp trôi qua. Nếu nói hiểu rõ thủy thần, Bạch Trạch cảm thấy bên trong hồng hoang có thể vượt qua Bạch Trạch y cũng chỉ có chính bản thân thủy thần. Bạch Trạch lần này thực sự là bỏ qua hết cả tiền vốn. Y từ thói quen làm việc và phương thức suy tính của thủy thần, hao phí nửa năm đẩy ra hết lựa chọn thủy thần có thể nghĩ đến, lại dùng phương pháp trái ngược dùng một câu chỗ an toàn nhất để định quy tắc trò chơi. Trò chơi này, Bạch Trạch y thắng chắc. Nếu như lựa chọn của thủy thần lại là tầng lầu thứ 10, suy nghĩ của người thông tuệ thường ở tầng lầu thứ 5. Chính mình vốn nên đấu sức cùng với thủy thần tại tầng thứ 10 là hoặc là tầng thứ 9, nhưng chính mình chủ động lui về một bước trở về tầng thứ 5. Quá cao, quá thấp cũng không được. Chỉ có nơi này mới là nơi không nằm trong phạm vi suy nghĩ của thủy thần, mới là chỗ an toàn nhất. Ý niệm của Bạch Trạch tới đây, nằm nghiêng ở kia cười to một hồi. Râu dê bóng loáng tỏa sáng, biểu tình cũng là dương dương tự đắc. Thực sự nóng lòng muốn nhìn vị thủy thần mỗi ngày chơi hóa thân này sau khi tìm được giả thân của chính mình sẽ là loại biểu tình nào. Nửa canh giờ đã đến. Sư huynh, đây chính là yêu soái thượng cổ sao? Một giọng nói của nữ tử quỷ dị vang lên sau lưng. Bạch Trạch dựng thẳng lông tơ toàn thân, nguyên thần cũng đều giống như bị đông cứng vậy. Lại một giọng nam khẽ thở dài. Hẳn là thành công, còn mời sư huynh ra tay, diệt đi. Được. Tại sao sư huynh lại chọn câu trả lời mà ta đưa ra? Trong bát bảo vân quang động tại Côn Luân Sơn, trong vòng treo mây của Linh Nga đang ôm cánh tay của chính mình, suy nghĩ vấn đề rất có chiều sâu nhân sinh như vậy.
Nàng cảm thấy phải hiểu rõ chính mình ở trong đáy lòng sư huynh rốt cục là vị trí nào. Ngẩng đầu nhìn lại, ở dưới thái cực đồ xoay quanh, vị trung niên đạo sĩ bị âm dương nhị khí trói buộc gắt cao, từ mắt cá chân buộc chặt đến cổ tay, miệng cũng đều bị bịt. Liền nghe đại pháp sư, sư đệ, trực tiếp giết vị bạch trạch này có phải hay không có chút lãng phí? Không bằng đưa y vào nhân giáo chúng ta, y không phải là yêu soái sao? Tu vi cảnh giới cũng khá tốt, trong nhà hộ viện cũng được. Bộ phận có thể hoạt động duy nhất của trung niên đạo sĩ chính là cái cổ. Vào giờ phút này Điền vội vàng gật đầu. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Sư huynh, chuyện này không tốt lắm đâu. Vị đạo hữu này dù sao cũng là một trong 10 đại yêu soái thượng cổ, là đại năng thượng cổ, có thể ngồi bàn uống rượu cùng với yêu đế, côn bằng năm đó để yêu soái đi trong nhà hộ viện cho chúng ta, sẽ không tốt lắm đối với hình tượng nhân giáo chúng ta, sẽ bị người ta cảm thấy chúng ta quá mức tự đại. Đại pháp sư gật đầu, nghiêm mặt nói. Suy tính vậy cũng không sai, mặc dù yêu đế đã vẫn lạc, nhưng tôn trọng nên cho cường giả vẫn phải cho. Nếu không thì hỏi y một tiếng, lỡ y nguyện ý thì sao? Lý Trường Thọ, bạch trạch cao nhã chi sĩ ít có trong hồng hoang, nhất định thà chết chứ không chịu khuất phục. Chuyện này cũng đều không cần hỏi nhiều, nên giết vẫn giết, tác thành cho y và thanh danh đồng sinh cộng tử cùng yêu đình thượng cổ. Ngược lại có thể giữ cho nửa cái nguyên thần của y, phong ấn vào Bảo Châu, sử dụng nó như một cuốn sách lịch sử. Trung niên đạo sĩ trợn tròn hai mắt, trong đáy mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt vô cùng bi phẫn. Linh A suýt nữa cười ra tiếng, nàng phảng phất như đều có thể nghe được đạo nhân này la lên không tiếng động. Có còn là người không? Ngươi là người hay không phải người? Van cầu ngươi làm người đi. Đại pháp sư lại nói, xử trí thô ráp như vậy cũng không tốt lắm. Dù sao thì trên người y không có nghiệp chướng, hơn nữa còn có danh tiếng thụy thú. Đáng tiếc. Mặt mũi Lý Trường Thọ tràn đầy vẻ tiếc rẻ lắc đầu. Thụy thú này đã sớm biến hóa. Đại pháp sư thở dài. Sau khi biến hóa liền có hình người, trực tiếp xem như nguyên liệu nấu ăn, đúng là sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của chúng ta. Nghe nói linh thú tiên thiên, cả người đều là bảo. Bạch trạch kia toàn thân run rẩy, khóe mắt nhấn lệ. Đại pháp sư trầm ngâm vài tiếng, lại nói. Nếu không, để y vào bên trong Đâu Xuất Cung, làm lão đồng tử. Lý Trường Thọ. Vậy cánh cửa của nhân giáo chúng ta phải chăng là hơi quá thấp một chút? Trên đời có nhiều sinh linh như vậy đều muốn đến nhà thánh nhân lão gia chúng ta đạt được sự che chở. Đây cũng là một phần nhân quả. Lão gia hẳn sẽ không vui. Đại pháp sư biểu thị tán thành, thở dài gật đầu nói. Cũng đúng, nhân giáo chúng ta cũng không cần tên gia hỏa này bày mưu tính kế. Có sư đệ ngươi Điền đã đầy đủ dùng. Lý Trường Thọ, sư huynh, loại sự tình pháp bảo người này trong cuộc thật ra là có chút để ý. Giết, giết xong liền hết mọi chuyện. Đại pháp sư cười to vài tiếng, hơi nhấc ngón tay, điểm đè cái trán bạch trạch bị thái cực đồ treo ngược giữa không trung. Trong khóe mắt của bạch trạch đứt qua hai giọt nước mắt, vừa điên cuồng lắc đầu, vừa làm cho thân thể bên trong sự trói buộc của âm dương nhị khí dùng hết khả năng run rẩy. Như vậy, Linh Nga nhìn thấy thủ thế của sư huynh nhà mình đánh đằng sau lưng, quả quyết đứng dậy, nhỏ giọng. Đại pháp sư, không bằng để cho y mở miệng nói một câu đi. Nhân tộc có câu tục ngữ, lời nói của người sắp chết đều tốt. Y lần này cũng chỉ uy hiếp nhân giáo chúng ta, hiệp trợ dư nhiệt yêu đình tượng cổ. Nếu như y chịu lấy công chuộc tội, chúng ta có thể lấy y làm hình mẫu và gương cho những yêu tộc kia. Bạch Trạch lập tức quăng tới ánh mắt cảm kích đối với Linh Nga. Tay trái sau lưng của Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt của Linh Nga đỏ bừng. Đây là thời điểm ít có được sư huynh tán thưởng. Tay phải của Đại Pháp Sư nhô ra cách không một vạch, âm dương nhị khí ngoài miệng Bạch Trạch lập tức không thấy gì nữa. Vị yêu soái này giờ phút này cũng là vô cùng tức giận, há mồm chính là một câu. Ai nói muốn thà chết không chịu khuất phục, bần đạo khuất phục, lần này bần đạo hiện thân chính là muốn khuất phục. Lý Trường Thọ cao mày nói, sư huynh, đây thực sự là bạch trạch. Hẳn đã bắt nhầm. Đại pháp sư lắc đầu, dù sao cũng là tiền bối hồng hoang, lại không có chút khí tiết nào, giết đi. Hai vị cao đồ nhân giáo, đệ tử thánh nhân, đừng có hành hạ bần đạo như vậy. Bạch Trạch không nhịn được than thở khóc lóc.
Bần đạo sắp xếp người đi đến độ tiên môn đưa Ngọc Phù chính là muốn trước tiên có chút tiếp xúc cùng với nhân giáo, thử xem có thể hòa giải hay không. Bần đạo nguyện tranh cổng hộ viện vì nhân giáo, chỉ cầu nhân giáo thu lưu, đừng có lại mong nhớ xóa bỏ bần đạo. Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư liếc nhìn nhau, đôi sư huynh đệ này lập tức lộ ra nụ cười không sai biệt lắm. Đại Pháp Sư: Đạo hữu, ta có chút không hiểu, nếu ngươi vẫn luôn trốn tránh cũng sẽ không có động ý nghĩ gì đối với ngươi, vì sao nhất định phải tương trợ Lục Áp? Nếu không phải ngươi chỉ điểm Lục Áp, ta coi như dựa vào Thái Cực Đồ cũng vô pháp đo lường tính toán tung tích của đạo hữu. Ai... Bạch Trạch sâu kín thở dài, nói: Ngày đó Lục Áp đi tìm bần đạo vốn muốn tránh đi. Lúc ấy Lục Áp bị khí đen quấn thân, tử kiếp đã hàng. Bần đạo đã từng đáp ứng yêu đế bảo vệ gã chu toàn, liền giúp gã phá kiếp nạn này. Ồ, yêu đế. Lý Trường Thọ cười nói: Đạo hữu dường như đang che giấu điều gì. Nếu thực sự bởi vì tình cảm cùng yêu đế ngày xưa, hoặc đã đáp ứng yêu đế, lời đạo hữu nói lúc này, giọng điệu hai chữ yêu đế không phải khinh đạm như vậy. Liền phảng phất như vậy, lời nói sớm đã nghĩ kỹ, xem ra ngôn ngữ của vị đạo hữu này không thật. Sư huynh: Là ngự nhật thần nữ, là ngự nhật thần nữ. Trong mắt Bạch Trạch tràn đầy bất đắc dĩ, đau thương cười một tiếng, thở dài. Là mẫu thân Lục Áp đã từng cứu tính mạng của bản đạo. Vào trước đêm yêu đình hủy diệt, ngự nhật thần nữ đã biết yêu đình thất bại trong trận chiến với nhân tộc, cho nên phó thác tiểu thái tử cho bản đạo. Bần đạo bảo bần đạo cứu gã 3 lần. Bây giờ bần đạo đã cứu gã 3 lần, không ai nợ ai cùng với Lục Áp. Sở dĩ nói yêu đế mà không phải ngự nhật thần nữ, chỉ là không muốn thanh danh của nữ thần nữ bị ảnh hưởng vì chuyện này, sợ người phía sau nói xấu. Cho dù không có chuyện Lục Áp này, đợi tu vi thủy thần đạo hữu lại có đột phá, ngưng tụ công đức kim thân, làm sao bỏ qua cho kẻ xuất thân từ yêu tộc như bần đạo. Bằng vào tính toán của thủy thần đạo hữu, chỉ sợ sẽ muốn xóa bỏ hết thảy sự tình bất ổn đối với thiên đình, đối với nhân giáo. Bần đạo cũng là mượn sự tình Lục Áp so chiêu một chút cùng với thủy thần. Thủy thần có thể nghĩ đến việc mượn lực lượng thiên đạo làm hao mòn tính nhẫn nại của bầy yêu. Đây đúng là chỗ sơ hở trước đây của bần đạo. Cảm thấy kém thủy thần mấy phần, lúc này mới quyết ý hiện thân. Nếu ngày hôm nay thủy thần không tìm được bần đạo thực sự liền muốn trốn tránh vào bên trong hỗn độn hải bảo vệ tính mạng. Lời này đã là vô cùng chân thành tha thiết. Quả thực làm cho người nghe rơi lệ, người nghe bi thương. Càng làm nổi bật con đường âm u phía trước và sự bất lực khi phải dùng đến hạ sách này. Chỉ là... Sư đệ, Đại Pháp Sư có chút khó hiểu. Vì sao ngươi xóa bỏ hết thảy sự tình bất ổn đối với thiên đình? Lý Trường Thọ co quắp khóe miệng một trận, thấp giọng nói: Đây hẳn là tư tưởng dưới đáy lòng của vị đạo hữu này. Bạch Trạch lập tức ngẩn ra. Đại Pháp Sư cười nói: Nhắc tới cũng đúng, Bạch Trạch đạo hữu chỉ sợ đã hiểu lầm một chút gì đó. Bằng vào tính tình của sư đệ ta, nếu không phải lão sư cho mệnh lệnh, ngoại trừ sự tình kiếm công đức, những chuyện khác chỉ sợ cũng không muốn quản. Bạch Trạch không khỏi có chút phát mộng, vô thức hỏi: Nếu không phải lòng mang chí lớn, thủy thần đạo hữu sao phải khổ tâm kinh doanh, giao hảo cùng với tiệt giáo? Lý Trường Thọ: Chuyện đó hẳn là chuyện ngoài ý muốn, có lẽ thế. Dù sao thì vào thời điểm lần đầu tiên gặp được Triệu Đại Gia nói muốn kết giao với hắn, hắn đã là cực lực cự tuyệt. Vậy thì, vì sao thủy thần muốn sáng lập Hải Thần Giáo? Bạch Trạch kiên định: Lúc Hải Thần Giáo chỉ có bất quá 5-6 tòa, bần đạo liền dùng thần thông thỉnh thoảng dò xét. Ngày đó đã hữu hiện thân tại đại điển Hải Thần, có ý định kết giao cùng với thái tử Ngao Ất của Long Tộc. Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.